cục máy mình cũng xong luôn nha các bạn. Đây mình mới giáp mình đem vô đây nè các bạn ơi. Hồi nãy mình bận công chuyện, mình để ngoài ba mình đem vô đây rồi. Đây mình cũng sơn cho nó cái nắp màu xanh nha các bạn. Cái nắp e gió và cái nắp mâm lửa màu xanh luôn, nhìn khá đẹp các bạn. Đây nãy mình canh chỉnh lại test nó cũng nổ rồi, mà có điều là buổi trưa các bạn ơi, để cho người ta ngủ nghỉ ngủ bữa nào mình test các bạn. Cái vỏ về đi mình giáp vô mình test nha. Đây mình dìu yêu sơ cái cục máy cho các bạn xem lại, tại để trong nhà giờ có tối mà các bạn thông cảm nha. Đây nhìn khá là đẹp luôn các bạn, ốc inox sáng giới luôn. Giờ mình sơn cái này màu xanh nữa, mình cũng dán cái mạc lại cho nó nè các bạn. 39 HP nha các bạn, nghĩa là 39 ngựa nha. Mình đi ống cho gọn gàng lại. Giờ bây giờ mình ra mình tháo cái đuôi chương trình nha các bạn. Giờ mời các bạn đón xem nha. Giờ cái vỏ là nó cũng trống trơn vậy các bạn ơi, mình tháo cái này ra luôn rồi nè. Đây, cái cụm mình cũng tháo ra luôn rồi các bạn. Đây, cái cụm tắt của nó đây. Cái cụm này mình đem mình gắn vô lại chiếc cano của mình nha các bạn. Cộng cáp lái nó đây nó cũng bị xước miếng nè các bạn. Đây, cũng không sao. Nào các bạn, cho các bạn xem cái mình chuẩn bị mình tháo cái đuôi jet ski của nó ra nha các bạn. Rồi, thôi bây giờ không có nói nhiều nữa, giờ bắt đầu mình tháo nha. Mời các bạn đón xem nha. Giờ các bạn, giờ mình tháo ra nha các bạn. Jet ski của nó nè bạn, tiếc quá đây nó bị lủng rồi bạn ơi, đây bị lủng đường rồi, ở đây cũng bị dớm dớm nước luôn nè bạn, đây nước một miếng này, này về để mình coi hàng được không, mình đắp giá với bạn, đuôi lái này rất cũng còn ngon nha bạn, có cái này nước tiếc quá, nước này chắc mình đắp lại quá, biết ở đây họ ở bờ cho mình không có hàng này các bạn ơi, để mình coi mình nghiên cứu coi. Rồi bây giờ mình tháo nha các bạn. Đuôi jet ski ra nha các bạn. Đây tháo đã được luôn bạn ơi. Ốc nó rất là khó nha. Đây. Không có cái bạc đạn nào chết hết các bạn ơi. Vẫn bạc đạn vẫn còn sống nha. Nè. Vẫn còn ok nha. Jet tiết này lủng uổng quá. Các bạn. Và tại nó cứng là do cái bụng này đó các bạn. Nè các bạn thấy không? Nó không có được tròn nè. Cái bụng này chắc người ta có làm rồi, người ta đút inox vô làm rồi các bạn ơi. Nên đút vô cái chân vịt nó cấn, nó cạ, nó không có trơn tru nó chạy nha các bạn. Chứ không phải bạc đạn chết nè, cấn cái bụng này quá trời. Giờ mình đánh bóng xong rồi, mình mài sơ rồi mình sửa cái này lại nha các bạn. Cái đường này nè các bạn, mình tháo tụm qua này. Đã sáng giờ mình tháo ra cái được cái miếng inox này ra luôn các bạn. Mình tháo ra mình gò lại, và mình chế một cái kiềng này bạn. Đây nắng quá cháy quá. Nè, tại cái đuôi này nó bị tét lại các bạn, tét một đường nước ra luôn các bạn. Nên mình làm một cái đây.
một cái đai để siết ốc, siết ốc lại nha các bạn. Mình gò lại vô chân vịt là nó im rồi các bạn ơi, khá ok đó. Tính không ổn là mình chắc mình chờ hết vịt mình đi hàng lại các bạn. Chứ ở chỗ mình được. Bây giờ mình làm xử lý xong cái này và tới cái này nè các bạn, tới cục này các bạn. Mình kiếm đồ mình đập cái này bít lại để nó không có bị mất nước các bạn. Tại cái lực nước nó hút từ cái chân vịt này là hút cái luồng vô đây, luồng như là nó đạp ra cái này, cái chân vịt, cái đuôi sau mà giờ này nó bị lủng rồi bạn, năng mòn rồi. Đây để mình xử lý cái này để tới cái này nha các bạn, giờ mời các bạn nó xem nha. Giờ mình xả ra, mình chọn keo AB mình gắn đi nha các bạn, dắt vô cái kẹo này. Nó kín nha các bạn. Đây, cái lực nước nó đạp mạnh lắm. Đó, thiếu keo rồi. Để mình trộn thêm cái nữa nha các bạn. Rồi, bắt xong mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Thì mình cũng bắt xong rồi nha. Nè, nhìn giống như giá son nồi các bạn ơi. Kệ nó, nhà tận dụng những gì có làm chứ giờ tình hình này không đi đâu được các bạn. Mà hàng đập cái này chắc cũng hơi bộn kinh phí nha các bạn. Đây. Nhìn đẹp phải luôn nha. Cây nhà lá dừa các bạn, miệng nó giữ kín nước gì nó không có ra được, không có sót nước là được rồi nha các bạn. Đây thành quả của mình đây, mình cũng xét keo AB ở trong cho nước nó không có ra nha các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình chùi sơ sơ và mình dắp lại nha các bạn, cái đuôi vít kia cũng xong rồi các bạn, giờ mình sơn cho nó luôn nha, giờ mình sơn nó màu đen luôn. Sơn luôn các bạn. Mà nắng hơi chát một bạn thông cảm nha. Sơn xong nha các bạn. Đây. Cái đuôi lái của nó mình sơn màu đỏ nha các bạn. Đây nó chá nắng quá các bạn, thông cảm nha. Đây còn cái bọn chuyển dịch mình sơn màu đen nha. Nhìn khá là đẹp nha các bạn. Đây cái này nó lâu rồi. Bị nước mặn nó ăn nha các bạn. Nên
mình đánh vào mình sơn lại chứ không sơn thì xấu các bạn. Cái đây này mình không có inox làm nên mình làm bằng sắt luôn nha các bạn. Mà mình nói chung mình chạy cũng đem lên bờ, chạy xong đem bờ chứ đâu có ngâm dưới nước đâu mà sợ nó mặn, sợ nó hư các bạn. Nếu mà hư thì cũng hư lâu ạ. Đây, xa băng luôn nha các bạn. Chơi cái đuôi lái màu đỏ cho nó ngầu. Chiếc màu cam nữa. Rồi giờ bây giờ mình vô mình làm bình xăng. Mình cũng xong này nha các bạn. Sơn xong rồi nha. Đây. Mình cho cái đuôi phun nước nó, đuôi lái nó màu đỏ nha các bạn. Và cái bộ bồn chuyên dịch nó màu đen. Khá đẹp nha các bạn. Cái này nước sơn cũng ướt mình cũng chưa dáp vô nha. Đây tại mình quay giờ trời. Đây hơi tối mà các bạn thông cảm nha. Nè các bạn, cái chỗ này là mình giá nè các bạn. Mình lấy miếng inox á, mình giá với keo AB các bạn, bắn LV. Cũng kín nha các bạn. Cái đai mình siết vô nhìn khá là lực nha. Còn cái ống này là nó gãy rồi. Mình lấy ống inox mình làm mình bắn vô luôn nha các bạn, khoan vô luôn. Đây. Giờ video mình làm vệ sinh cái đuôi jet ski này cũng xong rồi các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ cho mình nha. Nhớ đón bật chuông để đón video tiếp theo của mình. Rồi khi nào mình chiếc cano mình về mình sẽ làm tiếp cho các bạn xem nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại nha.